Dạ, con kính thưa các cô chú, từ tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời Canada thì hiện tại con đến nhà cô Thị Hiền. À, khu vực này là chuyên về đồng bào, người đồng bào thiểu số ở thôi. Nhà mình là được là nhà ở của chính chương trình 134 của chính phủ tài trợ cho nhà. À, diện tích nhà cũng khá là nhỏ. Cụ neo đơn, sống một mình, cụ bị bệnh phổi và khi mà mình hỏi cụ thì cụ không có hiểu tiếng Kinh mình để trả lời. Cụ có nghe được con nói không? À, rồi cụ bình thường cụ làm gì để sống? Dạ? Làm gì? À, họ không hiểu được tiếng của người Kinh mình. Cụ neo đơn sống một mình. Dạ. Đây là cụ Thị Hiền, nhà cô bị bệnh phổi à. Thì phần quà của con đến thăm cụ là gồm 1.000.000 đồng nha. Dạ, 1.000.000 đồng. À, cái tiền mặt là 700.000, còn những cái quà còn lại thì hơn 300.000. Dạ, thì con đến đây thăm cụ, chúc cụ là luôn luôn mạnh khỏe nha. Dạ rồi, con cảm ơn cụ. Rồi cụ đi.